Vàng giấu gầm giường. Tránh ra để tao coi nào. Bao nhiêu đồ đạc như vậy mà đã hết rồi sao? Chết thật, chẳng mấy khi mơ được con đề đẹp thế này. Tối lại đánh bài bên nhà Tú Béo nữa chứ. Lấy tiền ở đâu ra đây? Nếu ba mẹ để lại cho con nhiều tài sản hơn nữa, có phải tốt rồi không? Thắng được con đề này thì ăn chơi cứ là thỏa thích. Cái con chó này đã bảo tránh ra cơ mà. Tao chứ không phải là mẹ tao đâu mà mày mừng. À phải rồi, mày cũng được đấy. Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ? Tôi muốn bán con chó này. Con chó già quá, lại xấu xí thế này thì chẳng dùng được vào việc gì. Xin lỗi ông, tôi không thể mua nó. Ông cố mua được không? Chứ tôi đang cần tiền lắm. Không thể là không thể. Mua nó để làm gì chứ? Ông mang nó về đi. Đúng là xui xẻo. Chó không bán được thì biết lấy đâu ra tiền. Hay là mình bỏ con chó này đi, chứ bán thì cũng không được, nuôi thì lại tốn cơm, trong khi cái thân mình còn chẳng nuôi nổi nữa. Đi đi, tao không nuôi nổi mày nữa đâu. Thôi chết, cứ thế kia thì nó sẽ lên đường bờ, rồi lại theo về nhà mất. Không được. Ôi, cứu, cứu với, tôi không biết bơi. Hả? Là mày à? Ấy đừng, cố lên, đừng dừng lại, không được. Ôi, cứu, không. Không, không, đừng dừng lại, bơi đi. Anh tỉnh rồi, bình tĩnh lại đi. Đây là đâu? Tôi được cứu rồi sao? Còn con chó? Nó đây, nó đúng là một con chó dũng cảm. Dù không đủ sức đưa anh vào bờ, nhưng vẫn cố giữ chặt lấy anh. May mà tôi phát hiện ra, nếu không thì... Mà làm sao cả người và chó lại cùng té hết xuống sông vậy? Cảm ơn anh đã cứu tôi. Nghĩ lại thì tôi thấy mình thật không bằng cả một con chó. Ôi, chó cưng của tao, tao ngàn lần xin lỗi mày. Sợi tóc bạc. Một sợi tóc bạc nữa rồi ngoại ơi. Thế là con kiếm đủ 5 sợi tóc bạc rồi. Ngoại cho con tiền mua chun chơi nha. Ừ. Ngoại ơi, con đi chơi với các bạn đây. Lát con về. Nè, có nhiều chun thế. Lại toàn chun mới, thích quá. Con tới nhổ tóc bạc cho ngoại đấy. Mỗi lần tới nhổ được 5 sợi, ngoại lại cho tới 500 đi mua chun. Na sướng thế. Nhưng mà không phải dễ đâu. Có khi ngồi cả chiều tìm mãi cũng chẳng nhổ được 5 sợi ấy. Tóc ngoại tới đen và mượt lắm, thì thoảng mới có một sợi tóc bạc. Chẳng có nhiều để nhổ đâu. Ừ. Nếu ngoại tới có thêm tóc bạc, thì từ giờ đến hè, tớ sẽ có đoạn chun dài gấp đôi chỗ này cho xem. Na sướng thế. Lại một sợi nữa. Ngoại ơi, chỗ này phải được 20 sợi rồi nhỉ? Chà bố cô. Đây, tiền công của con nè. Con cảm ơn ngoại. Giá mà ngoại có nhiều tóc bạc hơn nữa, thì từ giờ tới trung thu là mình có đủ tiền mua búp bê công chúa rồi. Ngoại ơi, con phải xa ngoại rồi. Con sẽ nhớ ngoại lắm. Đi học xa mà thiếu thốn đủ điều. Con cầm tạm mấy trăm ngàn, lúc nào cần thư gì thì mua. Thôi, ngoại cứ giữ lấy mà dùng, con tự lo được mà. Ngoại không cho không đâu. Đây là tiền ngoại ứng trước cho con,
để nhổ tóc cho ngoại đó. Bao giờ về chơi, nhớ nhổ cho ngoại nha. Ngoại, con cảm ơn ngoại. Alo, dì Bảy à? Ngoại, ngoại ốm nặng lắm. Con mau về thăm ngoại đi, kẻo không kịp. Ngoại ơi, con về rồi đây. Ngoại, ngoại đi rồi sao? Ngoại, sao ngoại không đợi con? Con về thăm ngoại nè. Con còn nhổ tóc bạc cho ngoại nữa chứ. À, con thấy một sợi tóc bạc nữa rồi ngoại ơi. Nếu ngoại tớ có thêm tóc bạc thì từ giờ đến hè tớ sẽ có đoạn chun dài gấp đôi chỗ này cho xem. Lại một sợi nữa. Ngoại ơi, chỗ này phải được 20 sợi rồi nhỉ? Giá mà ngoại có nhiều tóc bạc hơn nữa thì từ giờ tới trung thu là mình có đủ tiền mua búp bê công chúa rồi. Ngoại không cho không đâu. Đây là tiền ngoại ứng trước cho con để nhổ tóc cho ngoại đó. Bao giờ về chơi, nhớ nhổ cho ngoại nha. Tại sao ngày xưa con lại mong ngoại có nhiều tóc bạc chứ? Điều đó đồng nghĩa với việc ngoại sẽ rời xa con sớm hơn. Con thật là ngốc. Ngốc quá ngoại ơi. Bây giờ con chỉ ước trở lại như ngày xưa, khi mà tóc của ngoại chỉ có vài sợi bạc thôi. Tiệm bánh tình yêu. Chúc em ngon miệng nhé. Em cảm ơn chị. Bánh ngon lắm ạ. Chà, hôm nay đắt hàng quá. Còn bánh su kem cho khách quen không cô gái? Chà, vì khách quen đúng giờ quá nhỉ. Này, hay là anh ấy có ý gì với cậu rồi đấy? Làm gì có chuyện đó chứ. Thôi đi đi, kẻo khách chờ lâu. Vẫn như mọi khi phải không ạ? Cảm ơn bà. Lần sau mời bà lại ghé quán cháu mua bánh kem nhé. Tất nhiên rồi, cô gái. Vâng, của anh 20 đô la ạ. Cảm ơn anh. Mình có thể làm quen được không, Alex? Anh ấy quả là một chàng trai đặc biệt. Cảm ơn em vì chiếc bánh rất ngon. Bản nhạc này hay quá, em có thấy thế không? Hôm nay em có gì vui phải không? Nụ cười em thật đẹp. Marie, gói giúp mình 10 bánh sô-cô-la mang về cho khách nhé. Mary, cậu thấy mình nói gì không? Mình xin lỗi, cậu nói gì vậy? 10 bánh sô-cô-la, hôm nay cậu sao vậy? Từ sáng tới giờ, cậu cứ bần thần thế nào ấy. Không, mình đâu có sao đâu. Gọi nhanh nhé, đừng để cho khách chờ. Mình gặp nhau nhé. Anh sẽ đợi em tối nay vào lúc 7 giờ ở công viên đối diện tiệm bánh. Mình phải làm sao đây? Có nên gặp anh ấy không nhỉ? Trời! Cô ấy! Chắc anh thất vọng lắm. Nếu anh thấy hối hận vì đã làm quen với em thì bây giờ vẫn kịp thay đổi đấy. Sao anh không nói gì? Anh không hề thất vọng, bởi anh biết em cũng sẽ không thất vọng về anh. Anh cũng không phải là một con người hoàn hảo. Con người ai chẳng có khuyết điểm. Điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự thành thật và thấu hiểu nhau, phải không em? Thì ra anh...
Anh thực sự cũng không làm em thất vọng. Một tấm lòng. Món nợ mà mãi anh không chịu trả vậy? Anh tính trốn nợ sao anh Tư? Không, tôi đâu phải người như vậy. Thế sao mãi không chịu trả tiền chúng tôi? Vừa rồi nhà tôi mất mùa, con gái tôi lại đang nằm viện nên giờ chẳng còn gì. Xin cho tôi khất thêm một thời gian nữa, tôi sẽ xoay sở. Lại khất? Anh quá hạn một tuần rồi. Hôm nay anh không trả sẽ không xong với chúng tôi đâu. Thú thực giờ tôi chẳng có đồng nào cả. Tôi lấy gì trả các anh đi? Không có tiền nhưng còn ngôi nhà này, anh gán nợ cũng được đó. Bán nhà ư? Vậy vợ và các con tôi sẽ ở đâu? Tôi xin các anh, con tôi đang bệnh nặng. Các anh lấy nhà rồi thì con tôi phải làm sao? Trời ơi, khổ thân anh Tư. Vợ đang đau yếu, con gái thì đang ốm nặng. Không còn nhà, họ sẽ ra sao? Chúng tôi không kiên nhẫn được nữa đâu. Ngày mai hoặc anh trả tiền hoặc anh giao nhà cho chúng tôi. Anh đã rõ chưa? Anh Tư. Cô Hoa. Là cô à? Tôi chứng kiến cả rồi. Anh xem chỗ tiền này có đủ trả nợ cho họ không? Tiền tôi dành dụm được, anh cầm lấy, lúc có trả lại tôi. Cô Hoa, nhà cô cũng rất khó khăn, tôi sao dám cầm tiền của cô chứ. Tiền này tôi chưa dùng đến. Anh cố gắng chăm sóc vợ con cho khỏe mạnh rồi kiếm tiền trả tôi đấy nhé. Cảm ơn cô. Cô đã cứu cả nhà tôi rồi. Mẹ ơi, bao giờ thì mình sửa nhà hả mẹ? Chắc là phải lùi lại một thời gian con à. Tại sao vậy mẹ? Hôm trước mẹ bảo... Chúng ta lùi sửa nhà lại một thời gian cũng không sao đâu con. Tiền sửa nhà mẹ cho bác Tư mượn rồi. Sao lại... Con à, nhà mình tuy dột nhưng vẫn còn mái nhà để ở. Nhà bác Tư khó khăn hơn chúng ta nhiều con à. Thôi thì lá rách ít đùm lá rách nhiều vậy. Mẹ, con hiểu rồi ạ. Cô Hoa, cô Hoa. Anh chị, mời anh chị vào nhà chơi. Cảm ơn cô nhé. Bữa đó không có cô giúp đỡ thì gia đình chúng tôi nguy rồi. Có gì đâu anh, cũng là hàng xóm với nhau mà. Sau khi cô cho mượn tiền, tôi đã trả nợ được cho họ. Hai vợ chồng lại dành dụm làm ăn. Tôi chưa khấm khá nhưng cũng cơm no áo ấm rồi. Em đúng là ân nhân cứu mạng của gia đình chị. Nhờ món tiền em cho vay mà anh chị vượt qua được thời khắc khó khăn nhất đấy. Chúc mừng anh chị nhé. Vợ chồng chị gửi lại tiền mượn em nhé. Nghe nói em đang định sửa lại ngôi nhà này cho chắc chắn hơn. Hôm nào sửa nhà, anh chị sẽ sang giúp nữa. Vâng, cảm ơn anh chị. Cốc mía đá. Con ở đây trông coi quán nhé. Bà vào trong vườn chặt thêm ít mía. Vâng ạ.
Nè ơi, con muốn uống nước mía. Ai bán hàng đây cháu? Dạ, cháu đây ạ. À. Thế à, vậy cho cô 2 ly nước mía nhé. Vâng ạ. Càng cho nhiều đá càng đỡ tốn nước mía, sẽ càng bán được nhiều ly, được nhiều tiền. Phải rồi. Uống từ từ thôi con. Mẹ ơi, hết rồi, chỉ toàn đá thôi, lại còn nhạt nữa. Thôi, con uống thêm ly này của mẹ đi. Mẹ, lại hết rồi, sao ở đây nước mía nhanh hết vậy mẹ nhỉ? Thôi, cho cô gửi tiền. Dạ, 2 ly, 16.000 đồng ạ. À. Ba, nãy có khách uống nước mía nè. Ồ, con bán được cơ à, ngoan lắm. Ly nước mía con vừa lấy cho khách uống đây hả con? Sao nhiều đá vậy? Dạ, cho nhiều đá thì mình mới có lãi nhiều mà ba. Long, con quan tâm đến lợi nhuận nhiều như vậy sao? Lúc nữa có khách, con quan sát cách bà bán hàng nhé. Con sẽ thấy nhiều điều không như con nghĩ đâu. Chủ quán ơi, cho 1 ly nước mía nha. Vâng, có ngay ạ. Mời bác ạ. Cảm ơn anh. Chà, nước mía nhà anh ngon quá. Tôi không mấy khi thấy ở đâu có ly nước mía được như thế này. Đang nắng nôi, cực nhọc, lại uống được ly nước mía vào, mát hết cả ruột. À, vâng, cảm ơn bác. Chào 2 ba con nhé. Vâng, chào bác. Con thấy sao? Bác vừa rồi tỏ ra rất hài lòng về quán của mình. Còn những người khách của con, lúc nãy có được như thế này không? Nhưng mà tốn nhiều nước mía hơn phải không? Con ạ, trong kinh doanh bán hàng, lợi nhuận là quan trọng, nhưng không phải bằng mọi giá để làm như con. Nó chỉ mang đến cái lợi trước mắt được thôi. Mấy đồng lãi chẳng đáng là bao, nhưng mất nhiều lắm, có khi ta mất tất cả là khác. Kiếm lợi nhuận bằng cách giảm chất lượng hàng của mình, đó là cách làm ngu ngốc nhất. Còn nếu chúng ta chọn cách làm hài lòng khách hàng, chắc chắn họ sẽ thường xuyên quay lại. Họ cũng là những tiếp thị viên đến nhiều khách hàng khác. Khi đó, khách đông, lợi nhuận không chỉ bền vững mà còn tăng lên hẳn. Con hiểu điều ba nói không? Con hiểu rồi ba ạ. Còn điều này nữa, con đừng bao giờ quên là làm việc gì cũng phải có tình người con ạ. Nghe ba nói, con thấy rất hối hận. Không sao con trai. Con hiểu và rút được kinh nghiệm cho mình là tốt rồi. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.